monkeys on bikes everywhere. Where's the little parasol one? Và chúng tôi hoàn toàn xin trân trọng thông báo trong chương trình biểu diễn tiếp theo là chương trình đua chó. Đường đua chó nằm bên cạnh đường đua xe về các phía bên tay phải của du khách khi chúng ta quay ra. Vậy chúng ta biết